Trên 500 chiến sĩ đại diện lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thành phố Quảng Ngãi ra mắt trong chương trình diễu hành biểu dương lực lượng chính quy tinh nhuệ với nhiều lực lượng. Chương trình diễu hành được chia thành các nhóm, nhóm khối kiệu ảnh Bác Hồ, nhóm khối huy hiệu lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và nhóm khối lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đến từ thành phố Quảng Ngãi và một số huyện. Sau lễ diễu hành là chương trình diễn tập thực binh hai tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn chúc mừng và giao nhiệm vụ cho lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Đối với lực lượng tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhanh chóng ổn định và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật, hỗ trợ lực lượng công an bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, mỗi đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức, đoàn kết nội bộ, gương mẫu trong mọi hành động. Chúng ta cần luôn ý thức rằng mỗi hành động, mỗi quyết định của mình đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và bình yên của nhân dân. Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết số 12 quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự, mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, quy định mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một Tổ bảo vệ an ninh trật tự. Tổ bảo vệ an ninh trật tự có từ 3 đến 5 thành viên gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên. Quy định hỗ trợ hàng tháng và một số chính sách khác có liên quan như hỗ trợ làm việc ngoài giờ, ban đêm, hỗ trợ khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 954 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 3.070 thành viên. Riêng thành phố Quảng Ngãi có 139 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 526 thành viên. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đi vào hoạt động là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực lực lượng công an cơ sở bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững trật tự, kỷ cương trên mỗi địa bàn. Kết thúc chương trình, khối xe ô tô tải và mô tô, phương tiện xe chuyên dụng phục vụ công tác của lực lượng công an xã lần lượt diễu hành qua lễ đài và diễu hành trên các tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi.